Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime Chine. Học viện Già Nam bên trong nội viện được chia thành rất nhiều bang phái. Tất nhiên học viện còn ủng hộ các thí sinh cứ thoải mái phăng nhau. Tất nhiên ai cũng có thể tạo ra clan bang phái riêng. Nhưng có điều có trụ được bao lâu thì chưa rõ. Bạch Bang một bang phái được thành lập. Mặc dù không mạnh nhưng cũng có xuất được gọi gì đó trong nội viện. Người cầm đầu không ai khác chính là Bạch Trình. Ở bình luận này anh em cùng mình tìm hiểu. Cuộc đời của Bạch Trình muốn đấm vào mõm của Tiêu Viêm. Thứ nhất tuổi thơ, Bạch Trình sinh năm 199X sống ở quê hương tại vùng đại lục Tây Bắc. Anh chàng 9X này với khả năng hơi ngao ngáo của mình. Năm 16 tuổi Bạch Trình quyết định đi vào học viện Già Nam tu luyện. Mặc dù Bạch Trình không phải là nhân vật nổi định nổi đám trong thế hệ năm đó, nhưng hắn vẫn đủ trình độ lọt top 50 người mạnh nhất năm 1 đi vào nội viện. Đương nhiên Bạch Trình vẫn bị học sinh năm 2 thời đó úp thọt đánh vỡ alo lấy khả năng. Bạch Trình không ra mua gì nhiều. Trải qua một thời gian, Bạch Trình bắt đầu cải cấp bên trong nội viện Già Nam. Hắn bằng vào sức mạnh của mình nhanh chóng lọt top 100 người học sinh mạnh nhất thành đấu. Bạch Trình khi lên cuối năm 2 đầu năm 3 thành lập ra một bang phái tên là Bạch Bang. Hắn tuyển sinh một số đấu linh kèm theo một số học sinh năm 1 làm tay sai cho mình. Vì vậy mà Bạch Bang trở thành một bang hội cũng có tiếng tại nội viện Già Nam. Duy nhân Bạch Trình khá là bố láo. Hắn chỉ sợ một số người đứng trên bảng xếp hạng thạch đấu, chứ ai hắn cũng có thể vả được. Khi Bạch Trình từng đạt vị trí xếp hạng 32 trong 100 ngày. Thứ hai, Bạch Trình mạnh như thế nào? Bạch Trình là anh trai của Bạch Sơn vào nội viện Già Nam 2 năm trước. Bởi Bạch Trình đã là đấu linh 6 sao, nên Bạch Sơn dựa hơi anh của mình mà không sợ một ai bên ngoài ngoài viện Già Nam. Do đó, sau khi Bạch Sơn mách lẻo hết sức ngắn gọn về Tiêu Viêm, Bạch Trình tất nhiên sẽ tìm cách tẩn Tiêu Viêm cho biết mặt. Tuy nhiên Bạch Trình lại được em trai mình cho bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khi Bạch Sơn dẫn theo Phó Ngao và một số thành viên đến bàn môn của Tiêu Viêm, hai bên đã ký hợp đồng. Nếu Phó Ngao thua Tiêu Viêm, thì Bạch Bang sẽ không đụng đến bàn môn nửa năm. Còn Tiêu Viêm thua sẽ giải tán bàn môn. Vì vậy Phó Ngao đồng ý nên đã bị Tiêu Viêm đè bẹp. Dù Tiêu Viêm chỉ là đại đấu sư có thể đánh thắng được Phó Ngao đấu linh, do thế mà Bạch Trình không thể làm gì được Tiêu Viêm. Nhưng hắn cứ gặp Tiêu Viêm ở đâu đều cả khi anh ấy. Tất nhiên có lần ở Thiên Phần Luyện Khí Tháp hai bên có bắt tay nhau trao đổi chiêu thức. Nhưng Tiêu Viêm không hề thua kém trước Bạch Trình. Điều này khiến Bạch Trình càng ngày càng cay cú Tiêu Viêm. Hắn đã cấu kết với một số bang hội khác cắn lén bản môn, như là dược bang của Hàn Nhàn. Tuy nhiên Hàn Nhàn vẫn thua trước Tiêu Viêm. Do đó Bạch Sơn sau khi hết 6 tháng không đụng đến bản môn, hắn đã dẫn nguyên đội hình gửi thư khiêu chiến với Tiêu Viêm bản môn. Cũng vì thế mà Tiêu Viêm mới đột phá đấu linh đã có một màn mở combat cực kỳ hoành tráng với Bạch Trình. Kết quả Bạch Trình bị Tiêu Viêm đấm cho không trượt phát nào, kèm theo Tiêu Viêm lấy mất danh hiệu trên bảng thạch đấu. Từ đó thì Bạch Trình không dám hổ báo cáo trồn với Tiêu Viêm nữa. Sau này khi Tiêu Viêm rơi xuống Thiên Phần Luyện Khí Tháp, Bạch Trình khoảng thời gian đó cũng tốt nghiệp rời khỏi học viện Già Nam sau 3 năm gắn bó. Hắn trở về quê nhà làm người kế thừa sản nghiệp của nhà họ Bạch. Cảm ơn anh em đã xem video.